cá sấu là hung thần đáng khiếp sợ ở dưới sông, bởi chúng sở hữu lực cắn và bộ siêu giáp và loại bậc nhất trong tự nhiên. Bất cứ loài vật to lớn nào khi đối diện với loài cá không đẹp này cũng không thể xem thường, kể cả là các đại kình địch như hà mã hay sư tử. Chúng còn là dạng động vật sống theo kiểu bầy đàn, thế nên lãnh địa của loài bò săn máu lạnh to lớn này dường như là bất khả xâm phạm. Trong môi trường khắc nghiệt, cá sấu chỉ ngán mỗi quái vật đầu đèn mà thôi. Một nhiếp ảnh gia có tên Mark Mon đã ghi lại một cảnh tượng mà có lẽ cả đời anh cũng không thể nào quên. Đó là việc khoảng 140 con cá sấu trên dòng nước của công viên quốc gia Nam Luangwa ở Zambia đã đụng độ với khoảng từng ấy con hà mã to lớn để độc chiếm lãnh thổ. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về cá sấu. Nhìn cách loài bò sát này bảy bình bố trận thì rõ ràng dù là những chú hà mã khổng lồ nổi tiếng hung hăng cũng phải hát bài khó của Nam Cường. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi những thước phim tuyệt hay về cuộc sống xung quanh lưu vực sông Amazon, hẳn đều đã biết tới danh tiếng lẫy lừng của loài cá hổ piranha, hay còn có tên khác là cá răng đao. Thức ăn chủ yếu của chúng chính là cá. Bên cạnh đó, những con côn trùng, bò sát nhỏ và các loài lưỡng cư cũng được điền tên vào thực đơn của thanh niên bụng đỏ. Với hàm răng sắc nhọn như dao cạo cùng lối sống theo đàn, chúng có thể sơi tái một con bò chỉ trong vòng 10 đến 15 phút. Cá piranha bị hấp dẫn bởi cử động như đạp nước hay di chuyển của thú bị bệnh. Một khi chúng bắt đầu tấn công con mồi, những con piranha khác sẽ tham gia rất nhanh. Chúng lao vào nơi phát ra chuyển động của nạn nhân. Càng thấy máu, piranha càng khoái và càng điên cuồng tấn công hơn. Một cú ulti của nó có uy lực gấp 30 lần trọng lượng cơ thể, đủ sức nghiền nát các đốt ngón tay của con người trong chớp mắt. Khác với suy nghĩ phổ biến rằng tinh tinh là động vật ăn cỏ, thì thật ra chúng còn ăn cả thịt nữa. Tinh tinh cũng là một loài sống theo kiểu bầy đàn. Chúng thường săn mồi bằng một đội quân gồm toàn các anh đực, do đại ca đầu đàn dẫn đầu và có mối quan hệ cộng đồng rất phức tạp. Trong một đoạn video được phát sóng trên BBC Planet Earth, bốn con tinh tinh bị cồn ruột đang lùng sục trong một khu rừng để kiếm ăn. Nhưng sau khi không thấy gì, chúng buộc phải lên một kế hoạch mới. Phát hiện một con khỉ đang bế con trên cây, băng nhóm giang hồ này bắt đầu ủ mưu. Chỉ trong chớp mắt, chúng thi triển khinh công hướng về phía khỉ mẹ với cái bụng đói đang thúc giục. Vì một thân liếu yếu đào tơ, lại thấy bốn anh đực đang có ý đồ đen tối với mình, nên con khỉ mẹ đã quá hoảng sợ, vội vàng thả con chạy đi rồi đánh lạc hướng đàn tinh tinh hung dữ sắp tới gần. Chỉ trong vài giây, bốn thanh niên manh động đã tóm lấy khỉ mẹ tội nghiệp và làm thịt nạn nhân đáng thương. Sư tử là động vật mạnh mẽ thường sống theo bầy đàn. Trong một team chỉ có duy nhất một con đực trưởng thành, còn lại là nhiều con cái và những con. Số lượng sư tử đực ít hơn nhiều so với sư tử cái bởi thế giới của chúng vô cùng khắc nghiệt. Các nhà khoa học ước tính rằng chỉ có 1 trong 8 con sư tử đực có thể sống tới tuổi trưởng thành. Khi sống cùng bầy đàn, những chú sư tử đực con phải nỗ lực hết mình để học cách sinh tồn. Bởi khi chúng được khoảng 2 năm tuổi, con sư tử đực đầu đàn tức bố của chúng sẽ đuổi những đứa con trai của mình ra khỏi team, để mặc cho chúng tự tìm cách mưu sinh trong cô độc. Chỉ có những con sư tử đực dũng mãnh, thông minh mới đủ khả năng sống sót trước khi trở thành kẻ thống lĩnh của một bầy khác. Nên biết rằng sư tử đực gần như không thể tự tạo ra bầy mới, thế nên chúng buộc phải cướp bầy của những con sư tử khác. Do đó lãnh thổ của một con sư tử đực luôn bị rất nhiều kẻ nhòm ngó. Nếu chúng không đủ sức mạnh bảo vệ lãnh thổ của mình trước những kẻ xâm lược, thì rất có thể bị giết chết hoặc bị đuổi ra khỏi đàn. Khi một con sư tử đực khác tới chiếm bầy, nó sẽ tiêu diệt tất cả những con sư tử con, bởi vì đơn giản chúng không phải là giọt máu của nó. Cá voi sát thủ hay còn gọi là cá hổ kình là một loài vật bá đạo thuộc họ cá heo, có tên khoa học là Orca. Cá voi sát thủ sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Chúng sở hữu kích thước to lớn, nặng trung bình khoảng trên 6 tấn. Cùng với đó là cái đầu có IQ cực cao, một khi bật tốc biến có thể đạt max speed lên tới 56 km/h. Chưa hết, điểm đặc biệt làm nên sự đáng sợ của cá voi sát thủ đó chính là tập tính sống theo kiểu bầy đàn. Mỗi lần tấn công nạn nhân là có khoảng từ 3 đến 10 con nhảy vào cuộc chiến.
Thế nên dù cho có là cá nhà táng hay cá voi khổng lồ, cũng khó lòng thoát khỏi thiên la địa võng mà chúng răng sẵn. Nếu đối phương tập hợp một đội quân đông đảo chẳng kém bên ta, thì cá voi sát thủ sẽ dùng ngay chiến thuật chia để trị, cố gắng sử dụng tốc độ siêu hạng tách những con yếu ra khỏi đàn, rồi sau đó từ từ thịt luộc nạn nhân. Cũng bằng cách như vậy, hung thần của biển cả là cá mập trắng nếu bị chúng để ý, cũng sẽ phải chung kết cục. Sói xám là loài động vật ăn thịt đầu bảng trong suốt phạm vi của chúng. Thiên hạ rộng lớn này chỉ có mấy ông đầu đen và ông 30 mới có thể gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho sói xám. Thức ăn chủ yếu của chúng là những con thú móng guốc cỡ lớn như nai, hươu, bò rừng hay tuần lộc. Trong quá trình săn mồi, sói xám sẽ phải thường xuyên cạnh tranh miếng ăn với những dã thú ăn thịt khác, đặc biệt là các loài gấu như gấu nâu, gấu xám hay gấu đen Bắc Mỹ. Nếu solo 1v1, rõ ràng là không có cửa bật dành cho sói xám. Tuy nhiên chúng là một trong những loài vật có lối sống xã hội, đánh nhau cũng luôn có team bên mình. Một bầy sói trung bình khoảng từ 5 đến 11 con, một số đàn lớn có số lượng lên tới 42, đủ sức hạ gục bất cứ con gấu to lớn nào. Ngoài ra, trong thời điểm khan hiếm thức ăn, bầy sói đôi khi sẽ coi gấu là mục tiêu để săn bắt nếu có cơ hội. Chúng thường sẽ nhắm đến những con gấu con, những con gấu già hoặc bị thương để dễ dàng hạ gục. Sói lửa hay còn gọi là sói đỏ là một loài thú ăn thịt thuộc họ chó, nên biết rằng chúng là động vật sống theo bầy đàn, số lượng đông đúc giống như chó hoang châu Phi và sói xám. Khi đi săn, bầy sói lửa rất hung tợn và có phương pháp săn mồi tàn độc, đồng thời có thể gây ra nguy hiểm cho cả các mãnh thú tự xưng thiên hạ vô địch như hổ báo hay cả gấu. Thức ăn của sói lửa là các loài động vật như hươu, nai, lợn rừng, gia súc vật nuôi và các loài chim lớn. Chúng thường sống thành từng đôi hay đàn từ 5 đến 7 con. Tuy nhiên khi săn mồi, sói có thể tạo thành một bầy lên tới 20 con, thậm chí là cả 50 con. Một con sói lửa có thể vô hại, nhưng cả đàn sói lửa cộng lại là mối đe dọa khủng khiếp với nhiều loài thú lớn. Trong một số trường hợp hiếm gặp, sói lửa có thể tấn công cả những con hổ đơn độc. Từng có cảnh tượng được ghi lại khi 30 con sói lửa vây giáp một con hổ đực trưởng thành. Kết quả dù đã giết chết đối phương, nhưng bên sói vẫn bị tổn thất tới 12 con, bởi vì như các bạn đã biết, chỉ cần một cú vả của chúa Sơn Lâm đủ tiến một con sói lửa lên bảng tỷ số bất cứ lúc nào. Chó hoang châu Phi là một loài vật cũng thuộc họ chó, với chiến thuật săn mồi bầy đàn có 102. Loài chó hoang này được mệnh danh là chuyên gia săn mồi nguy hiểm và nhanh nhẹn bậc nhất vùng thảo nguyên, nên biết rằng linh dư châu Phi là một trong những thức ăn ưa thích nhất của chó hoang. Không như sư tử hay cá sấu thường chơi theo kiểu anh hùng núp rồi bất ngờ xông vào chiến, thì chúng lại sử dụng tốc độ và chiến thuật nhằm tách con mồi ra khỏi đàn. Với một đội quân từ 5 đến 20 con, thậm chí là trên 30 con có thể quật ngã bất cứ đối thủ to lớn nào. Sau quá trình cô lập con mồi, chú chó săn đầu đàn ở vị trí trung tâm sẽ sử dụng chiến thuật giáp lá cà. Tiếp đó là một lô một lốc các con khác nhảy vào ăn hôi rồi hạ gục con mồi xấu số. Điểm đặc biệt của chó hoang châu Phi là sự dân chủ tồn tại ở khắp mọi nơi. Trước khi đi săn mồi, không phải con đầu đàn sẽ quyết định rằng nên hay không nên, mà là do các thành viên trong team cùng nhau bỏ phiếu bằng cách tự hát xì hơi. Như các bạn đã biết, linh cẩu là một loài động vật to lớn, sở hữu lượng đam còn to hơn cả sư tử nhưng thân pháp và khả năng cầm nã hơi cùi, nên hầu như không thể tự đi săn một mình được. Thay vào đó, chúng cứ mặc kệ cho các thanh niên manh động ngoài kia cật lực đổ mồ hôi kiếm ăn, còn mình sẽ dùng kế tọa sơn quan hổ đấu, sau đó dùng số lượng áp đảo để uy hiếp đối phương giành con mồi. Với tính tình tham lam liều lĩnh cùng hàm răng sắc nhọn, đàn linh cẩu có thể chiến thắng và giết chết cả sư tử. Người ta ước tính số lượng của một bầy linh cẩu đốm có thể lên đến 60 đến 80 con. Sức mạnh của việc đánh tim được thể hiện rõ trong một đoạn clip của kênh BBC Earth thực hiện, có nội dung về một chú sư tử đực tên Red bị 20 con linh cẩu bao vây. Xét về sức mạnh thì dĩ nhiên sư tử vượt trội hơn so với linh cẩu. Nếu 1v3, thậm chí 4 hay 5 con, dĩ nhiên ông vua đồng cỏ chẳng hề ngán. Nhưng thật đen đây là 20 con. Sự việc này làm cho chúng ta có một liên tưởng rất thú vị, đó là dù bạn có giỏi võ đến mấy, đai đen hay đai cực cực đen, mà bị đến 20 thằng không sợ chết nó xúm vào đánh, thì cũng ngòm củ tỏi mà thôi, làm sao mà cưỡng lại được. Trong tình huống này cũng thế,
Red bị đàn linh cầu vần qua vần lại cho dần mất sức. Cũng may trong lúc triệu cân treo sợi tóc, có một con sư tử đực to khỏe tên Tatu nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn mình, đã xông ra cùng nhau song mõm hợp bích, đánh đuổi đàn linh cầu. Thấy tình hình bất lợi, những chú linh cầu đã lập tức bỏ chạy, trong khi Red thì thầm vào tai Tatu và nói rằng: "Mong kiếp sau vẫn là anh em."